Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp bất động sản đều đã công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023. Theo đó, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn diễn biến ảm đạm, phần lớn doanh nghiệp đã giảm mạnh tiền mặt, thậm chí phí tiền một số doanh nghiệp đã vơi đi quá nửa. Cụ thể, tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2023, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty cổ phần Vinhomes mã chứng khoán VHM ở mức 2.910 tỷ đồng. Về các khoản tương đương tiền mặt của VHM ghi nhận cuối quý 3 2023 là 427 tỷ đồng. Vinhomes cho biết, các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư và các khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng, mức lãi suất hưởng từ 3,3 đến 6,2%. Với công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, Novaland mã chứng khoán NVL, tại thời điểm 30 tháng 9, tiền và các khoản tương đương tiền có 3.435 tỷ đồng, giảm 60% so với cuối năm ngoái. Trong đó, cuối quý 3 doanh nghiệp ghi nhận tiền là 1.272 tỷ đồng, giảm gần 58% so với cuối năm ngoái. Đối với các khoản tương đương tiền, NVL ghi nhận 2.162 tỷ đồng cuối quý 3, giảm 61,4% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2022. NVL cho biết, các khoản tương đương tiền là khoản gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ 1 đến 3 tháng và hưởng lãi suất từ 2,5 đến 6% trên năm. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối tháng 9, tiền và các khoản tương đương tiền của NVL đã được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh là 132 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiền đang được quản lý bởi các ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng từng dự án là 958 tỷ đồng. Con số này tại thời điểm cuối năm ngoái là 5.537 tỷ đồng. Trong quý 3 vừa qua, Novaland đã chi hơn 2.300 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần trái phiếu lưu hành của hai lô trái phiếu. Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, mã chứng khoán BDR, ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền trong quý 3 vừa qua là 52,6 tỷ đồng, giảm tới 80% so với cuối năm ngoái. 52,6 tỷ đồng của Phát Đạt nêu trên đều là tiền, doanh nghiệp không ghi nhận các khoản tương đương tiền. Trong khi nhiều phí tiền của các ông lớn giảm mạnh do thị trường bất động sản ảm đạm, thì một số doanh nghiệp lại ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền phòng to hơn so với quý trước đó. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn Đức Xanh, mã chứng khoán DXG, tại thời điểm cuối quý 3, ghi nhận 644 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 30% so với cuối năm 2022, nhưng lại tăng tới 41,5% so với cuối quý 2, 2023. Trong đó, các khoản tương đương tiền là 242,7 tỷ đồng, được gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng và hưởng lãi suất từ 3 đến 6% trên năm. Còn lại 401 tỷ đồng là tiền mặt. Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, mã chứng khoán KGH, ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.334 tỷ đồng trong quý 3 năm 2023, giảm 15% so với cuối năm ngoái, nhưng tăng tới 76% so với thời điểm cuối quý 2 năm 2023. Trong đó, KGH ghi nhận tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 920 tỷ đồng, còn lại 1.414 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền. Khang Điền cho biết, các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn gốc không quá 3 tháng và hưởng lãi suất dao động từ 3,8 đến 5,5% trên năm. Công ty cổ phần đầu tư Nam Long, mã chứng khoán NLG, tại thời điểm cuối quý 3 ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền là 2.677 tỷ đồng, giảm 29% so với cuối năm ngoái, nhưng tăng 15,3% so với cuối quý trước. Trong đó, NLG ghi nhận tiền là 929 tỷ đồng, còn các khoản tương đương tiền là 1.749 tỷ đồng. NLG cho biết, các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng với lãi suất dao động từ 4,1 đến 6% trên năm. Theo nguyên tắc kế toán, những khoản mục như tiền chỉ mang tính chất thời điểm. Để hiểu thêm về hoạt động của doanh nghiệp cần nhìn theo khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, thực tế trong bối cảnh thị trường bất động sản còn khó khăn, một số doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng cạn tiền. 10 tháng nay, cả nước có 1.067 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Số liệu trên được Tổng cục Thống kê cho biết tại báo cáo tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2023. Bất động sản là ngành chứng kiến lượng doanh nghiệp giải thể lớn nhất trong kỳ này. Trong khi đó, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới đạt 3.850, giảm 50,2% so với cùng kỳ. Về nguồn vốn nước ngoài chót vào thị trường bất động sản Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
ngành này đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,14 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 8,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 44,8% so với cùng kỳ. Trước đó, trong 9 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã rót vào thị trường bất động sản Việt Nam 1,94 tỷ đô la Mỹ. Nghiên cứu của bộ phận BHS R&D về thực trạng ngành môi giới tại hai thị trường lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số lượng sàn giao dịch đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động lên đến gần 50%. Trong số 50% còn lại, có đến 30% là hoạt động cầm chừng do không trả lương cho nhân viên bán hàng hoặc khi bán được hàng mới có lương. Như vậy, chỉ 20% có hoạt động thực tế. VAS cho rằng số lượng bất động sản giải thể tiếp tục xu hướng tăng là minh chứng cho thấy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Theo VAS, nếu tình hình khó khăn trên, thị trường bất động sản tiếp tục duy trì đến hết năm 2023, số lượng doanh nghiệp có nguy cơ phá sản sẽ tiếp tục tăng cao. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.